giờ trứng gà luộc hồng đào. Đây, đây là muối tiêu, có thêm tí đường và ớt. Này thì không có gì. Núi Lớn có rất là nhiều món ngon, ví dụ như đây là da cua rất là đặc, dẻo chứ quên, ngon vừa phải, ngon rất ngon. Đây là nước nước mơ nè, thử nha, hơi có vị rượu, mùi mơ hơi vị nồng.